họ trở về quê hương với một mong muốn là sẽ đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng Tổ quốc. Đây cũng là nội dung của phóng sự do phóng viên Đăng Học thực hiện. Họ là hai người bạn, học cùng một trường phổ thông ở Việt Nam và đều thành danh ở nước ngoài. Cả hai đều đang có dự án hoặc trực tiếp tham gia đóng góp công sức của mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Đây là một năm đặc biệt của giáo sư tiến sĩ Đặng Lương Mô. Ông đã quyết định trở về nước ở tuổi 67, hưởng một cái Tết thực sự tại quê nhà sau hơn 40 năm sống và giảng dạy đại học tại Nhật Bản. Làm việc học hỏi nước ngoài. Lâu năm rồi, giờ cũng muốn trở về Việt Nam. Và đến lúc mà mình đã lớn tuổi, tuy nhiên là cũng vẫn còn có thể đóng góp cái hiểu biết, tích lũy trong mấy chục năm qua ở nước ngoài để giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tự nguyện tham gia giảng dạy tại trường đại học, đồng thời không nhận bất cứ một khoản thù lao nào, là cách mà ông muốn đóng góp cho đất nước. Cũng giống như người bạn của mình, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, Việt Kiều Bỉ cũng đã dành nhiều thời gian và công sức đóng góp cho việc đào tạo các nhà khoa học trẻ trong nước. Việt Nam đối với tôi là cái chuyện tự nhiên, không phải chọn lựa. Tôi là người Việt Nam. Mà nước Việt Nam là một cái nước mà nó có cái yêu cầu nhiều nhất trên thế giới này. Bởi vì đây là một đất nước nó trải qua rất là lâu dài một cuộc chiến làm cho có nhiều mất mát. Chúng tôi cảm thấy rằng là đất nước Việt Nam phải nhanh lên để mà có thể ra khỏi cái chỗ tụt hậu. Sau 7 năm thực hiện dự án đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khoa học cho Việt Nam, đã có 240 nghiên cứu sinh được cấp bằng thạc sĩ quốc tế của trường đại học Niger, Bỉ. Tận dụng các kỳ nghỉ hè, nghỉ cuối năm, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đã tranh thủ về nước giảng dạy cho các sinh viên trong nước. Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều bà con trí thức Việt Kiều tỏ ý muốn về nước, đóng góp tri thức của mình. Một trong những cái tiềm năng quan trọng hàng đầu cũng như tôi đã nêu nãy là cái khoa học công nghệ, trình độ khoa học công nghệ cũng như là các cái trí thức kiều bào ở nước ngoài. Đây thì đây là một trong những mặt mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà chúng tôi thấy là phải có cái chính sách, phải có cái các cái phương án, các dự án để mà thu hút cái sự đóng góp đó. Những ngày cuối năm, không khí trở nên nhộn nhịp tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do kiều bào về nước ăn Tết nhiều hơn năm trước. Năm vừa qua cũng là năm đánh dấu sự bùng nổ về các dự án hợp tác đầu tư của bà con Việt Kiều với trong nước. Riêng về vốn đầu tư là gần 300 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước. Bên cạnh đó, một nguồn vốn khác cực kỳ quý giá, đó là chất xám, tri thức cũng được bà con cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết. Một bữa tiệc cuối năm với bánh chưng ngày Tết, tất cả mọi người đang xích lại gần nhau, hướng tới một năm mới.